Quý cô bác và anh chị kính mến, Minh Đường Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Và lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tốt đẹp nhất tới quý cô bác, anh chị hạnh phúc, bình an, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, sức khỏe như thần, và sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chỉnh gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác về tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, bất ngờ được thần tài ban lộc lớn. Tiền vàng ùn ùn kéo về, rau nứt đố đổ vách, tiền vàng chất đầy kho, đúng trong tháng 7 và tháng 8 âm lịch 2024. Ất Tỵ mạng hỏa số này, cung đoài lửa cháy sáng ngời tọa đăng, thu đông lỗi số khó khăn, hai mùa khắc nghịch có ăn lo hoài, xuân hạ mà đặng sanh thai, kẻ hầu người hạ có bồi bếp sai, số người thân cận người sang, trên thì yêu mến dưới hay thương tình, tuổi trẻ khó đặng yên thân, trở về hậu vận phước lai thanh nhàn. Kính chào quý vị cùng các bạn khán thính giả đã quay trở lại với kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn, thuận lợi và thành công trong cuộc sống. Quý vị thân mến, cuộc đời là những chuyến phiêu lưu và trong đó con người là những người du hành không biết mệt mỏi với muôn hình vạn trạng, vui có, buồn có, giàu có, đau thương có, hạnh phúc có, và mỗi con người chúng ta không ai là được lựa chọn cuộc đời và cũng không ai biết được rằng ngày mai kia sẽ ra sao. Khó khăn hay sung sướng trong cuộc đời là do sự nỗ lực cố gắng không ngừng vươn lên, làm chủ được cuộc đời của mình. Từ đó đón lành tránh dữ, xua cát tị hung, xoay chuyển được vận mệnh, giúp tài lộc vào tay, giàu sang vào nhà. Theo luận giải mới nhất của tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, đúng tháng 7 và tháng 8 năm 2024 âm lịch tới đây, vận đỏ như son, đã may mắn lại càng may mắn hơn khi được thần Phật độ mệnh, thần tài nhét lộc vào tay, cũng vì thế mà bản mệnh giàu nhanh chóng mặt, trả sạch nợ nần, phất lên làm đại gia, giàu có nhất vùng thiên hạ. Vậy, để biết được vận trình cụ thể tháng 7 và tháng 8 sẽ diễn ra như thế nào, vận may từng tháng của bạn sẽ nhận được là gì, thì xin mời quý vị hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây. Tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 bất ngờ được thần tài ban lộc lớn, tiền vàng ùn ùn kéo về, rau nứt đố đổ vách đúng 2 tháng 7 8 mét âm lịch. Tổng quan tử vi cuộc đời tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Cuộc đời tuổi Ất Tỵ gặp nhiều khó khăn, vất vả ở tiền vận, nhưng khi bắt đầu vào trung vận thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Mỗi khi gặp khó khăn, Ất Tỵ may mắn nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ, động viên của người thân, gia đình, bạn bè, bởi vậy họ sớm thành công và xây dựng được sự nghiệp vững chắc, ổn định. Đường tài lộc gặp nhiều may mắn, hiếm khi rơi vào cảnh túng thiếu, cũng có khao khát rất lớn về tiền bạc, trí tuệ mẫn tiệp, quyết đoán dứt khoát, tốc chiến tốc thắng, coi trọng tư duy, linh cảm phong phú không ai sánh bằng. Ất Tỵ với nạp âm hành hỏa, do can Ất Mộc ghép với chi Tỵ, hỏa, Mộc sinh nhập hỏa bằng can sinh chi, nạp âm và can chi lại tương hợp ngũ hành. Thuộc lứa tuổi có căn bản vững chắc, thực lực hơn người, nhiều may mắn, ít gặp trở ngại trên đường đời từ tiền vận cho đến hậu vận. Ất Tỵ thuộc mẫu người cẩn trọng, làm việc chu đáo, ít khi bị sai lầm. Đặc tính của can Ất tính thường đa nghi và thích làm việc riêng rẽ một mình, âm thầm và kín đáo. Chi Tỵ cầm tinh con rắn, vì thế từ trong ẩn khuất nhìn ra, họ dễ thấy được cái hay, cái dở của người khác để rút kinh nghiệm, nên khi hành động thường có kết quả dễ thành công. Mẫu người có lý tưởng cao xa, nhưng chỉ thành công buổi ban đầu của giai đoạn trước 30 tuổi, đây là thời vàng son. Thông minh hiếu học, nhiều tư tưởng, có óc khám phá, nghị luận sắc bén, nếu bớt đa nghi với người khác thì thật toàn hảo. Người tuổi Ất Tỵ thuở nhỏ khá vất vả, về sau mới được an nhàn, nếu sinh vào mùa xuân và mùa hạ thì số được sung sướng. Nhàn hạ, đặng mà sinh vào mùa thu và mùa đông thì vất vả, cực nhọc cả về thân xác lẫn tinh thần. Tuổi Ất Tỵ cuộc đời gặp nhiều may mắn, nhưng lại hay khổ tâm dù cuộc sống đầy đủ,
tuổi nhỏ vất vả, đến hậu vận mới được an nhàn. Người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 có đầu óc tư duy, luôn suy tính kỹ càng, cẩn mật, một khi đã quyết định điều gì họ sẽ không thay đổi, không dao động mà luôn kiên định tiến tới mục tiêu đã chọn. Họ luôn tỏ vẻ vô cảm, không quan tâm đến bất cứ điều gì, nhưng kỳ thực nội tâm lại dậy sóng. Có tính nghi ngờ rất lớn, người này thông minh tài trí, cũng có khiếu thẩm mỹ tốt, có thể trở thành thiên tài về nghệ thuật. Họ thường được lợi, được người khác phái giúp đỡ, nếu theo con đường học hành thì khả năng thành công lại càng cao. Nhờ có trí tuệ nên làm gì cũng sẽ thuận lợi hơn, vạn sự tiến hành theo chính đạo thì tất được cát lành. Bên cạnh đó, đa phần tuổi Ất Tỵ cũng có khát khao lập nghiệp rất lớn, bất luận là làm công việc gì, Ất Tỵ cũng đều dốc sức làm cho bằng được, tận tâm, tận lực làm đến cùng, cho dù là việc đó có khó khăn cỡ nào, thậm chí là phải đánh đổi bằng nhiều mồ hôi và nước mắt. Chính sự bền bỉ quyết tâm cao độ này đã giúp họ tìm kiếm được chỗ đứng nơi làm việc, được cấp trên đánh giá cao, việc thăng chức, tăng lương nằm trong tầm tay. Thêm một yếu tố đặc biệt khác, những chú rắn một đời gặp khá nhiều may, tài vận cũng rất hanh thông, bên cạnh có quý nhân luôn sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ. Lại cộng thêm trí tuệ và năng lực của bản thân, nên dù không tạo dựng được cơ đồ riêng thì tại nơi làm việc, Ất Tỵ cũng thuộc nhóm nhân lực tinh anh, ưu tú nhất, kiếm tiền giỏi nhất. Thưa quý mệnh chủ, một ai đó đã từng đặt ra một học thuyết đơn giản để cuộc đời dễ dàng hơn, gói gọn bằng ba từ. Mặc kệ họ, nôm na dễ hiểu là lý thuyết không quan tâm người đời, để họ làm những gì họ muốn, nó đơn giản là thế này. 1. Ai đó nói xấu cô bác, mặc kệ họ. 2. Ai đó đặt điều về cô bác, mặc kệ họ. 3. Ai đó thất hứa với cô bác, mặc kệ họ. 4. Ai đó làm điều gì đó không tốt với cô bác, mặc kệ họ. Vì đơn giản, cô bác không thể nào kiểm soát những điều không thuộc quyền hạn can thiệp của chính mình, miệng của người đời, họ có quyền nói, mắt của người đời, họ có quyền nhìn, cảm xúc của người đời, họ có quyền nhận xét phiến diện, đánh giá nhầm sai. Cái mà cô bác nên làm đơn giản là tập trung vào vấn đề của bản thân ta, xử lý những khó khăn mỏi mệt đang tồn đọng trước mắt, đừng để cho người đời làm tổn thương cô bác, cứ mặc kệ họ. Nếu cô bác thật sự yêu thương chính bản thân mình, cứ để họ hiểu nhầm Ất Tỵ nếu họ muốn, nói bất cứ điều gì mà họ thích, làm bất kỳ điều gì mà họ cho là đúng, nghĩ là hay. Còn bản thân 1965 cần làm là điều khiển cảm xúc của chính mình, bơ đi, mặc kệ đi, chơi lì đi, suy cho cùng đấy mới là sự khinh bỉ nhất mà Ất Tỵ trao cho người đời. Bắt đầu từ tháng 7, tháng 8 âm lịch, cũng là thời điểm Ất Tỵ có được sự thuận lợi và hanh thông, chính là lúc Ất Tỵ cần tập trung mà làm việc, xử lý tàn dư quá khứ, tận dụng thời cơ mà truy thành công, trông thành tựu, khắc phục những thiệt hại mà Ất Tỵ có trong suốt thời gian vừa rồi. Và hãy luôn nhớ rằng, tiền bạc vật chất không phải là thước đo của cuộc sống, cũng không phải là giá trị tối cao trong cuộc đời, chúng giản đơn chỉ là một loại công cụ, hỗ trợ để đổi lấy nụ cười của người thương, đổi lấy bình an của gia đình, trang trải cho những trách nhiệm mà 65 đang phải gồng gánh trong cuộc đời. Đừng lạc lối, dù Ất Tỵ đang rất cần nó ở cái đoạn thử thách của nhân sinh này, con giáp tuổi Ất Tỵ hãy mở to mắt và quan sát xung quanh bạn. Vì cơ hội sẽ xuất hiện tràn ngập trong cuộc sống của Ất Tỵ 2 tháng tới, Ất Tỵ phải lưu tâm, đưa ra lựa chọn để tận dụng, chớ nên lãng phí những cơ hội tốt, hiếm hoi đang đến với mình. Là con giáp may mắn 2 tháng tới, nên nhiều người tuổi Ất Tỵ dễ nhận được lương, thưởng lớn khi thể hiện tốt khả năng chuyên môn xuất sắc, đóng vai trò quan trọng ở nơi làm việc. Tuổi Ất Tỵ có thể bắt đầu ngày mới bằng cách thiền hơi thở ngắn, nó sẽ giúp Ất Tỵ giữ vững lập trường để có thể nắm bắt được phước lành của mình. Ngoài ra, những tuổi Ất Tỵ có đôi sẽ được hưởng lợi từ việc lắng nghe nhiều hơn, hãy để sự kiên nhẫn, lắng nghe những hướng dẫn dành riêng cho bạn. Những tiết lộ đáng kinh ngạc đang chờ đợi bạn phía trước, chúng sẽ giúp Ất Tỵ mài giũa bản năng của mình, điều này sẽ giúp ích cho Ất Tỵ trong tương lai gần. Cô bác Ất Tỵ, cô bác còn đang lắng nghe không ạ? Có thể nghe đến những dòng này thì cô bác cũng sẽ chẳng tin được minh đường tử vi và cho rằng đó là những thứ không có căn cứ. Không sao cả, đó cũng là phản xạ suy đoán tự nhiên thôi, minh đường tử vi vẫn sẽ vì cô bác mà phát triển và đổi mới. Có một điều như thế này, rất nhiều bản mệnh Ất Tỵ thường than số phận của mình, nhưng khi hỏi đến cô bác có hiểu bản thân mình, hiểu mọi số của mình, thì cô bác lại chẳng thể trả lời được. Vậy dù biết hay chưa biết thì video này, minh đường tử vi cũng sẽ giúp cho cô bác biết rõ hơn về chính bản mệnh, cái bản mệnh đã luôn phải chịu những uất ức và bất công. Người sinh năm Ất Tỵ 1965 thuộc tuổi Tỵ với can Ất thuộc hành mộc, những người này thường có tính cách sắc sảo, thông minh và quyến rũ, dưới đây là một số đặc điểm nổi bật của họ. Người tuổi Ất Tỵ thường có trí tuệ cao và khả năng tư duy logic tốt, họ rất nhạy bén trong việc nhận diện và giải quyết vấn đề, luôn tìm ra những cách tiếp cận mới và hiệu quả.
Họ có sự quyến rũ tự nhiên và cuốn hút mọi người xung quanh. Sự duyên dáng và khéo léo trong giao tiếp giúp họ dễ dàng tạo dựng các mối quan hệ tốt đẹp. Người tuổi Ất Tỵ có thiên hướng sáng tạo và nghệ thuật. Họ thường có khiếu thẩm mỹ cao và khả năng nghệ thuật xuất sắc. Sự sáng tạo này thể hiện rõ trong cách họ làm việc và giải quyết vấn đề. Họ thường rất thận trọng và kín đáo, không dễ dàng tiết lộ suy nghĩ và cảm xúc của mình. Sự kín đáo này giúp họ giữ được sự bình tĩnh và kiểm soát trong mọi tình huống. Người tuổi Ất Tỵ rất độc lập và tự tin vào khả năng của mình. Họ luôn tự chủ trong công việc và cuộc sống, không dễ bị ảnh hưởng bởi ý kiến của người khác. Cuộc đời của người tuổi Ất Tỵ 1965 thường trải qua nhiều thăng trầm, nhưng với tính cách thông minh và nhạy bén, họ thường đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Giai đoạn tuổi trẻ. Trong giai đoạn này, họ thường rất chăm chỉ và nhiệt huyết trong học tập cũng như công việc. Sự thông minh và nhạy bén giúp họ nhanh chóng đạt được những thành công ban đầu và xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai. Giai đoạn trung niên. Đây là thời điểm người tuổi Ất Tỵ đạt đến sự ổn định và phát triển mạnh mẽ trong sự nghiệp. Họ thường có công việc ổn định, gia đình hạnh phúc và cuộc sống sung túc. Sự sáng tạo và độc lập giúp họ tiếp tục phát triển và mở rộng thành công. Giai đoạn về già. Về già, người tuổi Ất Tỵ thường có cuộc sống an nhàn và thoải mái. Họ được con cháu yêu thương và kính trọng, tận hưởng những giây phút bình yên và hạnh phúc bên gia đình. Tóm lại, người tuổi Ất Tỵ 1965 với tính cách thông minh, sáng tạo và độc lập, thường có cuộc đời trải đầy thành công và phong phú. Sự tự tin và nhạy bén giúp họ vượt qua mọi khó khăn và đạt được những thành tựu đáng kể. Và sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tháng 7 và tháng 8 âm lịch. Cẩm nang vượng vận dành riêng cho tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 ở đầy đủ tất cả các phương diện, nhằm giúp bản mệnh nắm rõ vận trình, xua các tị hung, đón lành tránh dữ, hóa giải vận hạn và đón may mắn về tay. Tử vi tháng 7 âm lịch. Tử vi tháng 7 năm 2024 tuổi Tỵ âm lịch cho thấy, cho dù tháng này không lo nghĩ tới tiền bạc, nhưng cô bác Ất Tỵ vẫn có cảm giác trống rỗng, vẫn còn những lo lắng mà cô bác không giải thích được. Về tài lộc, nhờ có thiên tài mà tình hình tài chính của tuổi Ất Tỵ cũng khởi sắc đáng kể. Công việc thuận lợi mang về cho Ất Tỵ tiền bạc và những nguồn thu nhập mới xuất hiện, các khoản đầu tư bắt đầu sinh lợi nhuận lớn. Tháng này, với những gì đang gặt hái hoàn toàn giúp tuổi Ất Tỵ có cuộc sống giàu sang, phú quý, nếu muốn tự thưởng cho mình một món đồ nào đó, thì Ất Tỵ có thể thực hiện ngay lúc này. Đây cũng là khoảng thời gian hoàn hảo để Ất Tỵ khởi động những dự án kinh doanh cá nhân mới, bởi lẽ, việc thể hiện bản thân và thu hút những gì Ất Tỵ mong muốn đang trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, những gì mới mẻ đều có thể gặp những cạm bẫy, do đó bạn chỉ nên tiến hành mọi thứ thứ đừng chút một, đừng quá tham lam hay quá tin tưởng vào năng lực của mình nhé. Về công việc, sự nghiệp, thái âm cát tinh đặc biệt tốt cho nữ mệnh tuổi Ất Tỵ từ khía cạnh công việc, những kẻ từng xem thường Ất Tỵ thì nay phải dè chừng. Ất Tỵ cũng sẽ đón nhận vài tín hiệu tích cực trong sự nghiệp, có thể là một chức vụ mới hay một cơ hội phù hợp hơn. Nhờ lối suy nghĩ thông minh, cẩn thận và đúng đắn, bản mệnh sẽ đạt được những thành tích nổi trội. Bầu không khí thoải mái ở nơi làm việc giúp Ất Tỵ tập trung hơn và mang về năng suất cao hơn trong công việc. Tuy nhiên, đôi khi Ất Tỵ vẫn có cảm giác trống rỗng trước những lời khen ngợi của mọi người. Điều này cho thấy thành công đang có không phản ánh đúng con người Ất Tỵ. Đã đến lúc Ất Tỵ cần học cách lắng nghe mình nhiều hơn, từ đó có cách điều chỉnh cuộc sống theo chiều hướng phù hợp. Ất Tỵ cần nhớ rằng, khái niệm thành công của mỗi người khác nhau, nếu Ất Tỵ chưa tìm được ra đam mê thật sự, thì Ất Tỵ luôn trong tình trạng lạc hướng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Nếu Ất Tỵ không chắc về hướng đi, hãy tiếp xúc với những người trong lĩnh vực của bạn để mở rộng mạng lưới và tìm kiếm cơ hội mới. Cuối tuần sẽ là khoảng thời gian thích hợp để Ất Tỵ nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng. Về sức khỏe. Tháng 7 âm lịch, con giáp tuổi Ất Tỵ cần lưu ý dưỡng đến tỳ vị, nhưng cũng không nên ăn đồ quá nhiều chất chỉ vì muốn hồi phục sức khỏe. Nó sẽ gây ra tình trạng trạng quá tải khi cơ thể không kịp hấp thu. Hết tử vi tháng 7 năm 2024 tuổi Tỵ âm lịch, lục bạch bay về phương Tây Nam, bản mệnh Ất Tỵ phải làm việc khá vất vả. Thậm chí một số người có thể gặp tình trạng suy nhược thần kinh, có thể sẽ gặp một vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe. Đây sẽ là thời điểm quan trọng để Ất Tỵ thể hiện sự quan tâm đến cơ thể của mình. Hãy luôn đặt bản thân lên hàng đầu và loại bỏ những nhiệm vụ không quá cần thiết vào thời điểm này. Về gia đạo, tình cảm ngũ. Hành xung khắc phát sinh những mâu thuẫn do những sự việc tích tụ bấy lâu nay, đừng làm cho câu chuyện trở nên căng thẳng và rơi vào bế tắc bằng việc đôi co, tranh cãi của đôi bên. Người không chung thủy đứng núi này trông núi nọ sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc như ý, thay vì hỏi tại sao mình toàn bị phụ bạc,
mà hãy học cách nhận ra điểm chưa tốt của bản thân để sửa chữa. Chỉ khi chính bản thân tuyệt vời thì mới mong gặp được người tuyệt vời. Tháng này, Ất Tỵ cũng có nhiều quyết tâm hơn trong việc loại bỏ bớt đi những mối quan hệ độc hại đang kìm hãm sự phát triển của Ất Tỵ. Quý nhân, Ngọ, Hợi, tiểu nhân, Thân, Mùi, màu sắc may mắn, đen, nâu. Con số may mắn 02, 86, 97, 45. Tử vi tháng 8 âm lịch. Tử vi tháng 8 năm 2024 tuổi Ất Tỵ âm lịch thấy rằng tháng này nhiều may mắn sẽ đến với người tuổi Ất Tỵ. Nếu Ất Tỵ biết nắm bắt cơ hội, dám thử thách bản thân thì khả năng gặt hái được thành công là rất cao. Về tài lộc, người tuổi Ất Tỵ cũng có cơ hội thu tiền về đầy túi trong tháng 8 năm 2024 âm này. Mọi công việc Ất Tỵ bắt tay vào thực hiện đều đem lại những dấu hiệu tích cực, nhờ vậy mà đồng tiền chảy vào túi không ngừng. Với người làm công ăn lương, Ất Tỵ khẳng định được vị thế của bản thân, không chịu thua kém bất cứ ai nên dễ dàng ghi ấn tượng tốt trong mắt lãnh đạo. Những thành tích cao trong công việc giúp bạn chạm tay vào nhiều cơ hội nhận tiền thưởng nóng, thậm chí một vài người còn thành công trong việc đề nghị một mức lương cao hơn, một vị trí cao hơn trong tập thể, hãy coi như đây là lời khích lệ để tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai. Người làm ăn kinh doanh có thể trở thành người dẫn đầu xu thế bởi bạn có cái nhìn mới mẻ về nhiều vấn đề, dám thử sức mình ở những lĩnh vực chưa ai dám thử sức. Tất nhiên, quá trình bắt tay vào làm việc không tránh khỏi khúc mắc, song dần dần, Ất Tỵ sẽ tìm được cách làm việc đúng đắn, mọi việc hanh thông, giúp tiền chảy về túi dễ dàng. Ở một vài thời điểm trong tháng, Ất Tỵ vẫn cần phải đề phòng tác động của hung tinh ngũ quỷ, có những kẻ không đáng tin cậy sẽ rủ bạn hùn vốn đầu tư vào những lĩnh vực lừa đảo. Hãy tin tưởng để nhận ra ai là người tốt, ai là kẻ xấu để tránh rơi vào tình trạng mất tiền không đáng. Về công việc, sự nghiệp. Con đường sự nghiệp của người tuổi Ất Tỵ có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt, một phần là nhờ sự cố gắng của chính bản thân Ất Tỵ, một phần là do các tinh đem lại những tác động tích cực. Thời điểm này, người làm công ăn lương khắc phục được nhiều khó khăn trong công việc, thậm chí càng gặp phải khó khăn, Ất Tỵ lại càng trở nên mạnh mẽ hơn, bản mệnh ý thức được đâu là thời điểm mình cần mạnh dạn thể hiện bản thân để ghi điểm trong mắt lãnh đạo. Ất Tỵ cũng tin hơn trong việc thể hiện suy nghĩ của mình, chính vì vậy mà Ất Tỵ đóng góp được nhiều ý kiến hữu ích cho sự phát triển chung của tập thể. Con giáp này cũng không ngại nhận những nhiệm vụ khó, ngay cả khi mọi người xung quanh đều tìm cách chối từ. Riêng tinh thần trách nhiệm này đã giúp Ất Tỵ được đánh giá cao hơn nhiều đồng nghiệp xung quanh. Các tinh đế vương xuất hiện là dấu hiệu tháng này cơ hội để Ất Tỵ được thăng chức, tăng lương là rất cao. Những cố gắng của Ất Tỵ trước nay ắt hẳn đã được nhìn nhận và đánh giá xứng đáng. Hãy cố gắng đóng góp hơn nữa khi đứng trên cương vị mới, Ất Tỵ sẽ dần chạm tay vào mục tiêu mà mình luôn mơ ước. Với người làm lãnh đạo, Ất Tỵ cũng khẳng định được uy tín của mình, khiến cấp trên thán phục và tôn trọng. Bản mệnh hoàn toàn có khả năng chỉ huy, dẫn dắt mọi người cùng đoàn kết để hoàn thành mục tiêu lớn lao. Tuy nhiên, tháng này cũng không chỉ toàn những điều thuận lợi, có một vài thời điểm hung tinh ngũ quỷ sẽ đem đến kẻ tiểu nhân gây rối, khiến công việc của bạn gặp phải đôi chút trục trặc. Tuy nhiên, tử vi tháng 8 năm 2024 tuổi Ất Tỵ âm lịch cho rằng, chỉ cần bình tĩnh và tỉnh táo, Ất Tỵ hoàn toàn có thể tìm ra cách giải quyết đúng đắn, thậm chí biến nguy cơ thành cơ hội. Về sức khỏe, người tuổi Ất Tỵ giữ được tình trạng sức khỏe tốt trong tháng 8 này, nhiều tin vui tới tấp trong sự nghiệp cũng như tài lộc, khiến bạn luôn tràn đầy hăng hái và nhiệt huyết. Tuy nhiên, dù công việc có đang phát triển thuận lợi đến thế nào đi nữa, Ất Tỵ cũng chớ nên làm việc gì quá sức. Nếu cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi thì bạn nên nghỉ ngơi ngay, làm việc khi mệt mỏi không những gây hại cho sức khỏe mà còn khiến bạn dễ mắc lỗi sai, phải tốn công khắc phục. Nếu có thời gian rảnh, Ất Tỵ nên tích cực tham gia các hoạt động tập thể, thể dục, thể thao. Những hoạt động này không chỉ giúp Ất Tỵ thấy khỏe mạnh, sảng khoái hơn mà còn giúp bạn mở rộng mối quan hệ, đem lại tác động tích cực cho sự nghiệp. Về gia đạo, tình cảm. Tiếc rằng, phương diện tình duyên của người tuổi Ất Tỵ lại không được lý tưởng dưới tác động của cục diện ngũ hành tương khắc. Có lẽ đây là lúc Ất Tỵ cần xem lại cách hành xử của mình, chớ nên vô tình hoặc cố ý gây tổn thương cho người khác, đặc biệt là với những người thân thiết nhất. Với người đã lập gia đình, Ất Tỵ cần nhường nhịn, bao dung và lắng nghe cảm xúc của nửa kia nhiều hơn, đừng nên bắt đối phương mãi nghe theo sự sắp đặt của mình. Mỗi khi có mâu thuẫn nổ ra, bạn cũng chớ nên hiếu thắng, muốn mình trở thành người thắng cuộc trong mọi tình huống. Trên thực tế, vợ chồng hơn thua nhau sẽ chẳng đem lại cảm xúc tích cực cho bất cứ ai, mà chỉ khiến bầu không khí trong nhà thêm căng thẳng mà thôi. Tuy nhiên, trên thực tế thì mâu thuẫn giữa vợ chồng bạn không quá lớn,
Chỉ cần Ất Tỵ chủ động xuống nước với nửa kia, đôi bên bình tĩnh ngồi lại trò chuyện với nhau, thì mọi vấn đề đều có thể nhanh chóng khắc phục. Với người còn độc thân, trên thực tế thì bạn có được người thân quen giới thiệu cho những đối tượng triển vọng, bạn nên mở lòng hơn để tiếp xúc với mọi người. Chớ nên sống mãi trong thế giới riêng, chỉ khi tiếp xúc, giao lưu với mọi người, Ất Tỵ mới nhận ra ai là người tốt, ai là người phù hợp với mình, đừng nên giữ những quan điểm tiêu cực ngay từ đầu. Quý nhân, Ngọ, Hợi, tiểu nhân, Dậu, Thìn, màu sắc may mắn, tím, hồng. Con số may mắn, 33, 80, 67, 21. Quý cô bác Ất Tỵ thân mến, tiếp theo đây, Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý cô bác luận bàn về vận hạn và cách hóa giải vận hạn, tăng cường may mắn để vượt lên nghịch cảnh, chinh phục thành công và giàu sang hưng vượng. Đây là vấn đề lớn nhất mà người tuổi Ất Tỵ gặp phải trong 2 tháng tới. Xung đột thường xảy ra trong quá trình trao đổi công việc với cấp trên. Những yêu cầu có phần vô lý của đối phương khiến bạn sinh tâm lý chống đối. Song Ất Tỵ chớ nên làm việc vượt quá quyền hạn của mình. Ất Tỵ nên trình bày quan điểm của mình một cách từ tốn, với những lời lẽ rõ ràng và thuyết phục. Làm được như vậy, tin rằng cấp trên của Ất Tỵ sẽ dành thêm thời gian để cân nhắc và thay đổi quyết định. Còn nếu Ất Tỵ làm bẽ mặt đối phương, thì con đường tiến tương lai của Ất Tỵ sẽ chỉ càng thêm khó khăn mà thôi. Trong tháng 7, 8 âm, người tuổi Ất Tỵ sẽ phải dành thời gian để sắp xếp lại một số mối quan hệ cả trong công việc lẫn cuộc sống của mình. Ất Tỵ không nên giữ quan hệ quá thân mật với những người chỉ luôn muốn kiếm chút lợi lộc gì đó từ bạn, còn khi không đạt được mục đích thì mất dạng kẻo bị đâm sau lưng lúc nào không hay. Người tuổi Ất Tỵ cảm thấy tự tin và hiếu thắng hơn trong 2 tháng này, song Ất Tỵ vẫn cần hết sức chú ý đến tình huống trước mắt. Chỉ khi có cách cư xử phù hợp trong nhiều tình huống khác nhau, bạn mới có thể phát triển thuận lợi, không vô tình đắc tội với kẻ tiểu nhân. Đối thủ cạnh tranh của Ất Tỵ có thể xuất hiện trong 2 tháng này, khuyên Ất Tỵ trở nên quá nóng vội, đưa ra những quyết định thiếu chính xác. Quý vị có biết, nếu trong nhà có một trong 4 thứ này đứng yên, hãy cẩn thận kẻo tài lộc thất thoát, vận xui tìm đến. 1. Cây héo chết khô. Trong phong thủy, cây xanh là biểu tượng của sự sinh sôi nảy nở và tài lộc. Thế nhưng nếu vì lý do nào đó mà cây trong nhà, đặc biệt là cây phong thủy đang tươi tốt bỗng trở nên héo úa, rủ xuống hoặc chết thì bạn nên thận trọng, đây có thể là một điềm báo không may mắn. Theo các chuyên gia, nếu bạn để cây chết khô trong nhà mà không thay cây mới ngay thì nó sẽ sinh ra nguồn năng lượng không tích cực cho các thành viên trong gia đình. Không chỉ khiến gia chủ dễ bị ốm đau mà còn có thể mang tới điểm xui xẻo về tài lộc, gia chủ khó lòng phát tài thăng tiến, tiền bạc trôi sông. 2. Vòi nước bị tắc không chảy. Người xưa nói nhất thủy nhì hỏa, cho thấy vị trí và sức mạnh của yếu tố nước trong nhà quan trọng tới mức nào. Theo quan niệm của người xưa, nước có thể thu hút và kích hoạt tài lộc. Vì vậy, nếu nguồn nước trong nhà bị tắc, không chảy hoặc bị rò rỉ thì đây được coi là điểm xui rủi, có thể khiến tài lộc của gia chủ bị chặn đứng, rò rỉ ra ngoài, sức khỏe cũng bị hao tổn. Ngoài ra, vòi nước bị tắc còn có thể làm tiêu tan những nguồn khí tích cực của ngôi nhà, cho nên, nếu vòi nước trong nhà bị rò rỉ hay bị tắc thì bạn cần phải khắc phục ngay. Điều này không chỉ tốt cho sinh hoạt trong gia đình mà còn tốt cho phong thủy nhà ở, giúp cuộc sống của bạn thoải mái hơn, tiền bạc như nước chảy vào nhà. 3. Cá nuôi chết trong bể. Nuôi cá là sở thích của nhiều người, không chỉ giúp tinh thần thoải mái, môi trường sống của gia đình thêm rực rỡ và sinh động mà còn mang ý nghĩa phong thủy. Nếu chọn loại cá theo tuổi của gia chủ, đặt bể cá đúng hướng thì nó sẽ có tác dụng hút tài lộc, mang lại nhiều vận may cho gia chủ. Nếu trong nhà nuôi cả đàn cá, nhưng chỉ có 1-2 con bị chết thì sẽ không có vấn đề gì. Tuy nhiên, nếu cả đàn cá bị chết thì đây là điểm báo vận khí trong nhà của bạn không tốt, thậm chí có thể bạn sắp đổ bệnh hoặc phá sản. 4. Đồng hồ chết không chạy. Đồng hồ không đơn thuần chỉ là vật để con người xác định thời gian, mà còn mang nhiều ý nghĩa phong thủy. Theo đó, kim đồng hồ hoạt động liên tục có thể giúp hóa giải sát khí, khắc chế những luồng khí xấu, đồng thời kích hoạt các nguồn năng lượng tích cực, thu hút vận may và thúc đẩy tài vận của gia chủ. Chính vì vậy, đồng hồ hoạt động bình thường được cho là điềm lành, cho thấy mọi việc của gia chủ đang phát triển thuận lợi. Ngược lại, đồng hồ chết được coi là một điểm xui xẻo, cảnh báo trong thời gian tới công việc và tài lộc trong nhà khó lòng thăng tiến, thuận lợi như mong muốn. Không chỉ vậy, đồng hồ chết còn hàm nghĩa mang lại sự mất mát, gia chủ dễ sinh ốm đau, bệnh tật, do đó, khi thấy đồng hồ trong nhà bị hỏng hoặc hết pin thì bạn nên thay pin mới, sửa chúng ngay để kích hoạt lộc khí cho căn nhà. Quý cô bác Ất Tỵ thân mến, cô bác có thể quên hết tất cả những điều tôi nói ở trên, nhưng tín chủ phải đặc biệt ghi nhớ giúp tôi những lời nhắc mệnh sau đây để tín chủ được bình yên, an lạc.
người chưa từng thưởng trà, không biết vị trà ngọt đắng, người chưa từng trải gian truân, không biết vị đời đắng cay, nhân sinh cũng như ly trà. Phải từ từ cảm nhận rồi nếm trải mới có thể hiểu thấu rõ được, có những chuyện mắt nhìn thấy, tai nghe thấy chưa chắc đã phải sự thật. Cường đại không phải việc bạn đứng ở trên bao nhiêu người, mà là trái tim bạn có thể chịu đựng được bao nhiêu tổn thương. Vấp ngã vẫn mỉm cười bước tiếp, bị phản bội vẫn chấp nhận thứ tha, dùng chân tâm cùng nhiệt thành để đối đãi với cuộc đời, ấy mới là cường đại. Không biết đủ mới nổi lòng tham, tâm không tịnh nên lo âu sợ hãi, lòng hiểm độc mới dùng miệng lưỡi trơn tru đổi trắng thay đen. Người với người không vì nhan sắc, không phân biệt giàu sang, chỉ xem tấm lòng lòng trong sạch tự khắc sẽ bình yên, biết trân trọng hiện tại mới không tiếc nuối chuyện cũ. Đời người trăm ngàn sự phải lo nghĩ, không nên quá cưỡng cầu, chỉ cần không thẹn với lòng, không trái luân thường đạo lý. Người ta lấy việc thưởng trà làm thú vui, cũng là tìm kiếm sự an nhàn cho mình sau quá nửa đời trầm luân trong khổ đau. Yêu hận, người từng trải nếm trà thấy nhạt như gió thoảng, người trẻ tuổi nếm trà để hướng đến sự ổn định cho tâm hồn. Trà có trà ngọt, trà đắng, đời có lúc trầm, lúc thăng, nước trà mới đến đầu lưỡi chỉ thấy đắng, ngậm trong miệng thấy thơm, đến khi xuống nơi đáy lòng mới nếm được vị ngọt ngào lan tỏa. Con người sinh ra đã định sẵn phải vượt qua khổ ải, lòng đủ kiên định, đủ mạnh mẽ, cuối cùng sẽ nếm được vị ngọt của sự viên mãn đủ đầy. Từng nghe, rượu đầy trà vơi, rượu nên uống cạn cả ly, quên sầu trong thoáng chốc, trà không nên rót quá đầy, tránh cho việc nước trà đổ ra ngoài làm mất phong thái lúc thưởng trà cũng như thưởng đời. Không nên quá nóng vội, dùng mắt để nhìn, dùng tay để nghe và dùng tâm để cảm nhận. Một loại trà nhiều người uống nếm ra nhiều vị khác nhau, một sự việc nhiều người nhìn, nhiều người nhận định khác nhau. Thế không có chuyện gì là tuyệt đối, cách tốt nhất là mở rộng tấm lòng mình, học cách lắng nghe và thấu hiểu, đừng nên vội vàng phán xét bất cứ ai, áp đặt quy chuẩn của mình lên người khác. Đứng trước khó khăn, chúng ta đều như những cây non phải chịu đựng gió bão sau một đêm, có cây đổ gục, có cây lại vẫn mạnh mẽ oằn mình, con người trải qua bão giông có thể trở nên hèn nhát, cũng có thể từ trong giông bão tìm thấy ánh mặt trời, lòng không sợ hãi, nghĩa là chiến thắng đã nắm trong tay một nửa, trái tim có hy vọng, trong đêm đen nhất định sẽ nhìn thấy đường. Mong rằng, mỗi người trải qua gió bão vẫn giữ được niềm tin, nếm qua thất bại vẫn mạnh mẽ đương đầu, đợi khi nắng ấm, mây mù tan đi, ngồi dưới tán cây pha một bình trà nóng, nghe tiếng chim hót, ngửi mùi trà thơm, cùng gió trăng thủ thỉ, chuyện cũ đã qua không nên tiếc nuối, nắm bắt hiện tại, hướng đến tương lai. Cuối cùng nguyện cho bạn ở phương xa có trà, có hoa, nhàn tản vô lo, có tri kỷ cạnh bên bầu bạn, không sợ gió bão, chẳng ngại cô đơn. Vâng, quý khán giả thân mến, chúng tôi xin kết thúc bài luận của mình tại đây. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Còn bây giờ xin chào tạm biệt. Hữu duyên ta sẽ còn gặp lại.